Thưa quý khán giả, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 10 đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó test dương sàng lọc 11 ca, F1 truy vết 4 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh 17 ca, trong khu phong tỏa không có. Cụ thể địa chỉ ngoài tỉnh 2 ca, Tân Châu 15 ca, trong đó số dây 2 ca, Tân Đông 2 ca, Tân Thành 11 ca, Trắng Bàn 7 ca, phường Trảng Bàng, Châu Thành 5 ca tại thị trấn Châu Thành, Gò Dầu 1 ca tại thị trấn Gò Dầu, Hoa Thành 1 ca tại phường Long Hoa, thành phố Tây Ninh 1 ca tại Ninh Sơn. Lưu ý, những ca dương tính hiện đang được ngành y tế điều tra truy vết. Như vậy, sau khi kết thúc điều tra, thông tin ca dương tính địa chỉ có thể thay đổi. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ www tv .ttv11.com.vn để nhận được thông tin nhanh chóng, chính xác hơn về tình hình dịch bệnh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.